Việt Trung và Hồng Loan xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, Mua Gì Ở Đâu hôm nay với chủ đề du lịch giải trí sẽ giới thiệu đến các chương trình khuyến mãi mua sắm dành cho quý vị. Đáng chú ý sẽ là những thông tin về tour, tuyến bay và du lịch giá rẻ, đặc biệt là tour du lịch dịp Tết Dương lịch và âm lịch sắp tới. Quý khán giả thân mến, thời gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến được sự xuất hiện của khá nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi mới, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh các nhà bán lẻ ngoại như Circle K, 7-Eleven, các thương hiệu trong nước cũng chứng tỏ được tiềm lực của mình khi liên tiếp khai trương nhiều cửa hàng thuộc các quận nội và ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, điển hình là chuỗi hệ thống siêu thị Co-op. Theo kết quả khảo sát mới nhất vừa được công ty nghiên cứu thị trường Kantar/Panel công bố, các kênh mua sắm cung cấp lựa chọn đa dạng về sản phẩm đang dẫn đầu sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ. Nắm bắt được xu hướng này và tâm lý nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, cùng với hệ thống siêu thị Co-op quen thuộc, chuỗi cửa hàng Co-op ra đời với mục tiêu hướng đến cho người tiêu dùng có được thực phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ra mắt cửa hàng đầu tiên vào năm 2008, đến nay chuỗi cửa hàng Co-op đã có hơn 160 cửa hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 4.000 mặt hàng thiết yếu được kinh doanh trong hệ thống Co-op, gồm các ngành hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng, hầu hết sản phẩm bày bán trong Co-op đều có đầy đủ nhãn mác. Thông tin các nhà sản xuất cung ứng sản phẩm được rõ ràng. Riêng với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, Co-op luôn chọn các nhà phân phối uy tín, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp để nhận hàng. Đối với các nhóm hàng thực phẩm công nghệ như bánh kẹo, nước ngọt, sữa, Co-op chỉ kinh doanh những sản phẩm do các nhà sản xuất uy tín, được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, do Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Thời gian tới, Sài Gòn Co-op sẽ đưa thêm 10 cửa hàng vào vận hành ở Tân Phú, Bình Tân, Nhà Bè, Bình Thạnh, quận 8, quận 9, nâng số lượng Co-op vượt con số 170. Tất cả các sản phẩm bày bán tại Co-op đều được áp dụng chương trình khuyến mãi đồng bộ cùng hệ thống siêu thị Co-op Co-op Extra. Đồng thời, khách hàng mua sắm tại Co-op có thể tích điểm vào thẻ Co-op và hưởng quyền lợi như khi mua sắm ở siêu thị, như nhận điểm thưởng, nhận chiết khấu thương mại, giao hàng tận nơi, nhận quà Tết, nhận quà sinh nhật. Tiếp theo là thông tin về một sự kiện đang hot cuối tuần. Nếu đang ở Hà Nội hoặc dự định đến Hà Nội cuối tuần này, quý vị đừng quên ghé thăm sự kiện Hội chợ cá tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam để có thể thưởng thức đại tiệc buffet ẩm thực đặc sản cá tra do chính tay các đầu bếp nổi tiếng chế biến nhé. Tại đây, khách tham quan sẽ được thưởng thức miễn phí thực đơn buffet gồm các món tinh túy từ cá tra và dùng dầu ăn cao cấp Rani chế biến. Từ các món đậm chất Nam Bộ đến các món mang dấu ấn văn hóa châu Âu như súp bong bóng cá, bao tử cá chiên giòn, chả cá thì là chiên, tàu hũ cá chiên, cá phi lê chiên sốt cà. Đại tiệc buffet đặc sản cá tra sẽ diễn ra từ 10h đến 12h30 ngày 6 tháng 10 và 9h đến 12h30 ngày 7 tháng 10 tại khu ẩm thực cá tra, khuôn viên hội chợ cá tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam. Trong trung tâm triển lãm nông nghiệp quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chuyển sang thông tin về tour tuyến du lịch, thời điểm hiện tại các hãng hàng không đang tung ra nhiều chương trình vé rẻ, đặc biệt các chặng bay đi Đông Nam Á chỉ có giá gần 2 triệu đồng khứ hồi. Nếu quý vị đang có kế hoạch đi du lịch xa thì bây giờ là thời điểm săn vé tốt nhất. AirAsia đang áp dụng khuyến mại cho đặt vé trực tuyến từ nay đến 15 tháng 10, nhiều chặng từ Việt Nam đi các nước Đông Nam Á như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đến Bangkok chỉ từ 36 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 800.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng đến Kuala Lumpur chỉ từ 35 đô la Mỹ, khoảng gần 800.000 đồng. Đặc biệt, chặng bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh, Manila, Philippines mới khai thác có giá từ 39 đô la Mỹ một chiều, tức hơn 900.000 đồng. Thời gian khởi hành là 18 tháng 11 2017 đến 21 tháng 11 năm 2018. Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 10 tháng 10, Vietnam Airlines tiếp tục bán khuyến mại trọn gói vé máy bay và 3 đêm lưu trú khách sạn từ 3 sao cho 2 người tại các điểm đến nổi tiếng.
Trong đó, gói từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc giá từ 6,2 triệu đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Đà Nẵng giá từ 4,4 triệu đồng, Hà Nội, Bangkok giá từ 7 triệu đồng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Hồng Kông giá từ 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, bên cạnh các hãng hàng không, các công ty lữ hành cũng đã rộn ràng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho tour mùa đông với các điểm đến như là Hồng Kông, Dubai, Úc cho dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. Để có chỗ tốt và tránh tình trạng mua tour giờ chót, giá đẩy lên cao, quý vị nên có kế hoạch đặt tour ngay từ bây giờ. Khách mua tour của Vietravel đến hết ngày 19 tháng 10, theo nhóm từ 3 khách trở lên sẽ được giảm 70.000 đồng đến 800.000 đồng một khách tùy lịch trình. Khách có hộ chiếu đã được đóng dấu 3 nước trở lên sẽ được giảm từ 150.000 cho đến 800.000 đồng tùy tuyến. Với tuyến Úc, đơn vị này cũng tặng lệ phí visa trị giá 3 triệu đồng khi du khách mua tour Tết Nguyên Đán trước ngày 31 tháng 10 năm 2017. Các tour nước ngoài khởi hành dịp Tết Dương lịch của Transviet cũng được bán giá tốt trong tháng 10 như là đi đảo Ngọc Đài Loan chỉ từ 7 triệu đồng. Hàn Quốc mùa lá đỏ có vé từ 14,5 triệu đồng. Vietran Tour giảm giá các tuyến đi nước ngoài từ tháng 10 đến tháng 11 với chặng Đông Âu 9 ngày, Italia, Slovenia, Áo, Séc từ 56,9 triệu đồng chỉ còn 53,9 triệu đồng. Hồng Kông 4 ngày từ 13,9 triệu đồng còn 12,9 triệu đồng. Tour Dubai giảm 2 triệu đồng so với ban đầu còn 24,9 triệu đồng. Lại siêu thị tinh hôm nay, Hồng Lan xin giới thiệu đến quý vị một xu hướng du lịch mới, đó là du lịch thiền kết hợp nghỉ dưỡng. Hình thức du lịch mới mẻ này được đánh giá sẽ trở nên phổ biến bởi con người ngày càng tìm về với thiên nhiên và cần khoảng thời gian thư giãn, tịnh tâm. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 120 thiền viện, trong đó có những cái tên đã khá quen thuộc trong các chương trình du lịch như Chùa Bà Đá, Chùa Trấn Quốc, Hà Nội, Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh, Từ Đàm, Thiên Mụ, Từ Hiếu, Thừa Thiên Huế, Từ Ân, Thiền Viện Bồ Đề, Trúc Lâm Bạch Mã, Đà Nẵng, Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ. Các chương trình du lịch thiền kết hợp nghỉ dưỡng sẽ hướng dẫn khách tham quan các công trình kiến trúc chùa chiền, thiền viện, quan sát và tham gia vào cuộc sống sinh hoạt của các thiền sư, thưởng thức và chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật thiền như cắm hoa, trà đạo, bonsai, ẩm thực. Quý khách đã được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất đặc biệt như là massage, tắm thử quán nóng vào buổi sáng, thiền, yoga và được theo một cái chế độ ăn rất đặc biệt được thiết kế riêng dành cho những khách hàng trong tour này. Mà khi mà mình thiền và mình tập yoga tại ở những nơi đó thì nó có một cái, nó mình cảm nhận được một cái nguồn năng lượng, một cái sức sống rất là khác biệt so với mà tập yoga tại những cái nơi mà ví dụ như tập trong phòng hay là tại trung tâm. Khác với các hoạt động du lịch mạo hiểm hoặc khám phá địa phương, loại hình du lịch này hướng về nội tâm, giúp du khách khám phá bản thân. Với nhu cầu ngày càng cao của người dân về các giá trị tinh thần, du lịch thiền, yoga hứa hẹn sẽ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Việt Trung biết không, nghệ thuật thêu tay trên trang phục không chỉ đưa thời trang bước vào một thế giới mới của sự sáng tạo mà còn tạo ra nét riêng cho từng nhà mốt nữa đó. Nghe có vẻ như là Hồng Loan rất là am hiểu về lĩnh vực thời trang và đặc biệt là nghệ thuật thêu tay. Vậy thì Hồng Loan có thể giới thiệu kỹ hơn cho Việt Trung cũng như là quý khán giả không? Được chứ, không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu tường tận hơn về nghệ thuật này nhé. Thưa quý vị, với sự đa dạng của các mặt hàng thời trang thì không thể không nhắc đến các sản phẩm thời trang thêu tay, không chỉ bởi sự độc đáo của chất liệu mà còn bởi sự tinh tế và điêu luyện của kỹ thuật thêu tay. Ngày hôm nay, Thảo My xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một địa điểm chuyên về các sản phẩm này. Em chào chị, phong cách thời trang mà Liên Bi muốn hướng đến là gì vậy chị? Những cái bộ sưu tập của Liên Bi ấy, đa phần ấy là đều thiết kế dựa trên cái sự kết hợp hài hòa tinh tế của những nét thêu truyền thống, cho nên là muốn tạo nên một cái sự kết hợp giữa cái yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại, nó sẽ đi lên trên cái nền của những cái mẫu mã đương đại hiện tại, nó sẽ tạo ra được những cái sản phẩm tinh tế và phù hợp với thời hiện nay. Chị ơi, em thấy các sản phẩm ở Liên Bi rất là phong phú và đa dạng luôn, không biết mức giá thì sẽ như thế nào ạ? Mức giá của các sản phẩm sẽ phụ thuộc vào chất liệu và cái độ phức tạp của cái mẫu thêu. Các sản phẩm